tuần hoàn não rồi đây. Mã 35 nhá, tuần hoàn não. Em lên ngay cho anh luôn, chiều luôn. Chưa chiều khách nào như chiều khách này luôn. Đấy nhá, mà em bảo là phải chờ. Mình phải chờ một chút để em vào mặt sản phẩm. Nhưng mà bây giờ em lên luôn. Thế mà thực ra tuần hoàn não là cấp bách hơn đấy. Bạn nghe. Phải tỉnh táo mọi người nhá. Tỉnh táo. Không xoay. Đã kìa. Phải tỉnh táo nha mọi người nha, lúc nào đó mình cũng phải tỉnh táo mình mới làm được mọi việc được, đúng không ạ? Tỉnh anh táo Quý ở đây không ạ? Anh Quý ơi, anh tỉnh Quý táo mới không bị lừa tình nha mọi người. Anh Quý còn ở đây không ạ? Anh Quý comment lại cho em đi ạ. Anh Quý chị ơi, nào mà hay bị lừa tình nhá, là phải uống ngay sản phẩm này thì tỉnh táo trong mọi trường hợp luôn. Lúc nào đó mình phải phân tích xem đúng sai nào, người tốt người xấu ấy nè. Mà để phân tích được cái đó mình phải tỉnh táo nha. Ok, em nói qua sản phẩm này nhá. Sản phẩm này á, tuần hoàn não ấy, là chiết xuất bạch quả nhá, dầu cà chứa DHA và EPA là hai chất có sẵn trong não nhá. Ngoài ra là có bột mầm lúa mạch chứa GABA. Mọi người cũng biết rồi đấy, như kiểu một cái sản phẩm nước ngủ ngon độc quyền nước GABA nhá, nước nhài, hoa nhài và là lốt chứa chất GABA là một trong những cái thành phần tự nhiên vào trong não này, não bộ này. Thì trong bột mầm lúa mạch cũng có chứa chất GABA và ngoài ra là chiết xuất đậu tương chứa phosphatase. Đây là những cái thành phần mà giúp cho những người mà đang gặp tai biến mạch máu não chẳng hạn, những người rối loạn tuần hoàn máu não rồi nhá, hay là bị đau nửa đầu hay là căng thẳng áp lực quá mà cần tập trung chẳng hạn đấy. Ai mà dễ bị tự dưng ngất xỉu, xỉu nghe xỉu dọc bỗng nhiên đang đi tự dưng nghỉ xỉu một cái rồi kiểu như vậy. Mà không, ai đỡ. Mà không có ai đỡ, không có ai đứng che chắn bảo vệ đỡ được. Mình sẽ dùng cho em là sản phẩm tuần hoàn máu não nha. Thử giúp em tuần hoàn máu não XOI Easy Blood. Và mọi người ơi, cái đặc biệt của cái sản phẩm này ấy, là ưu điểm vượt trội, nó là sản xuất từ công nghệ hybrid chiết xuất DHA và EPA hữu cơ từ cá heo xanh nha mọi người. Cá heo xanh, ôi thương con cá heo. Nó chiết xuất trực tiếp từ cá heo. Tại vì là như là chiết xuất mà dầu cá mà không phải là những con cá nào chất lượng ấy, hoặc là những con cá không phải dầu cao cấp ấy, thì cái dầu cá nó cũng sẽ có hàm lượng EPA và DHA thấp hơn những cái loại dầu cá cao cấp mọi người nhá. Đấy lý do vì sao mà có những loại sản phẩm nó đắt là vì thế, bởi vì cái thực phẩm đầu vào ấy, những cái mà nguyên liệu để người ta chiết xuất ra nó đã là loại dùng đắt hơn rồi nha mọi người. Mọi người ngoài ra nhá, là chiết xuất ginkgo còn trong quả bạch quả, bạch quả thì được cung cấp bởi công ty Linea Thụy Sĩ nhá. Đấy. Còn ngoài ra là chất GABA rồi ạ. GABA sẽ là chất giúp cho não bộ của mình cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn. Đúng rồi ạ. Khi cái đó của mình nó được thả lỏng hơn, chắc chắn là sẽ dễ chịu hơn rồi. Và khi dễ chịu hơn, đầu óc mình vào giấc ngủ sẽ là một giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon nha. Mọi người đi ngủ ấy, mà mọi người hay mơ thì mình bị đuổi, bị bắt. Hoặc là mình mơ thấy hay ác mộng ấy, là lúc đấy cơ thể của mình hoàn toàn là do nơ ở mọi người. Là sẽ không hề được nghỉ ngơi khi ngủ. Lúc đấy cơ thể mình vẫn phải hoàn toàn hoạt động như bình thường. Và lúc đấy khi mình tỉnh dậy là cơ thể mình rất mệt mỏi và mình không thể tỉnh táo được. Mà giấc ngủ là cái phương thức duy nhất để con người hồi phục cơ thể sức khỏe của mình. Và con người hồi phục sức khỏe của mình khi ngủ. Vậy là bây giờ bộ não của mình lại bị bắt hoạt động ngay cả trong lúc ngủ. Thì mình tưởng tượng xem là có thể tỉnh táo được hay không. Đó, vì vậy nên mình sẽ sử dụng những sản phẩm có chất GABA để giúp não của mình an thần hơn, để giấc ngủ mình vào giấc ngủ sâu, ngủ ngon hơn mọi người nha. Ok mọi người ơi, ngày hôm nay có deal nào nhỉ? Linh ơi, riêng sản phẩm chị lên deal ấy. Hôm nay có deal nào cho sản phẩm GABA nhỉ? Cho sản phẩm mà tăng cường bởi sức khỏe tuần hoàn máu não. Icho 2 Icho 3 Icho 3 Ekisu Ekisu Icho 3 Ekisu Icho 3 Ekisu Plus nha mọi người. Icho 3 Ekisu Plus đặt hàng hóa móc ca trên line. Trên line thì anh phải nhìn, anh phải mình ở cùng vùng ở Việt Nam anh ạ. Hóa móc trên line thì anh phải ở cùng vùng ở Việt Nam anh ạ. Còn anh, nếu anh ở Nhật ấy thì ở Nhật không có TikTok shop, nên là anh có thể inbox nhắn tin anh có thể TikTok shop cho bọn em. Anh có thể nhắn tin TikTok shop cho bọn em ạ. Mọi người ơi, bên uống hỗ trợ cả những tuần hoàn máu não Repito. Repito Icho 2 Icho 3 Ekisu. Icho 3 sẽ trở thành 3. Icho 3 Ekisu ưu đãi 42% từ 1 triệu 450 nghìn xuống chỉ còn có 800
848.000 thôi mọi người ạ. 848.000. Để đấy, ghi lại sản phẩm đấy lại mất rồi. Của chị mất rồi. Ơ thế mình được bao nhiêu? Mình đang lấy bao nhiêu? 488.000 của nhắc máy quen là 488.000. 37% của em hoa là 848.000. Còn bình thường là bình thường có máy sẽ là 37%. Mọi người nhé, 37% là bao nhiêu tiền nhỉ? 912.000. Còn máy sẽ là 912.000. Còn máy bên em bây giờ tài khoản của em đang là 848.000. Chắc là bởi vì một phần em hay đặt những sản phẩm sức khỏe trên những cái phiên live như này, cho nên là ưu đãi của trên TikTok của em sẽ là được ưu đãi hơn tất cả TikTok khác. Thì mình lưu ý giúp em nhá, mình lưu tất cả những cái sản phẩm sức khỏe là nếu như mình hay săn, mình hay mua thì mình sẽ được ưu đãi hơn nha, được ưu đãi hơn nhá. Thì anh chị đặt cho em, giúp em đặt luôn cho em một đơn nhá, đặt luôn cho em một đơn thực phẩm bảo vệ tăng cường tuần hoàn máu nhá, là mình sẽ uống 3 viên mỗi ngày nhá, 3 viên mỗi ngày, và ở đây sẽ có một lọ là 90 viên, là mình sử dụng một lọ cho em là 3 tháng nha. Một lọ là 3 tháng nha, 90 viên chia cho 3 là mọi người sử dụng em một tháng chứ nhầm. Sử dụng em một lọ là đúng một tháng luôn nha, đúng một tháng 90 viên chia cho 3 mà. Và mọi người cũng uống cho em với nước ấm nha. Uống cho em với nước ấm nha. Và vấn đề bây giờ nếu mà đặc biệt nhất là các cụ già đó, thì các cái việc tuần hoàn máu não kém này, việc các cái thần neuron thần kinh không còn liên kết được với trong bộ não nữa, khiến cho các cụ dễ dàng quên đi con cháu của mình. Dễ dàng quên đi con cháu của mình. Thế cho nên là nếu như mà mình muốn các cụ này, ông bà mình vẫn nhớ về con cháu, vẫn còn đang tỉnh táo, vẫn khỏe mạnh này, tỉnh táo này, nhớ tốt thì mình hãy lập tức đặt giúp mình em ngay nhá. Đặt giúp em ngay sản phẩm viên uống hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu não Ribeto Itoba Ikisu.